Cũng trong chiều nay, theo chương trình kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 tiến hành phiên thảo luận tại các tổ đại biểu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh dự thảo luận tại tổ đại biểu số 1. Tại tổ đại biểu số 1, các ý kiến đã thảo luận tập trung vào các nhóm vấn đề kinh tế ngân sách, đô thị, văn hóa xã hội và pháp chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, hiện nay thành phố cũng đang triển khai nhiều giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về việc tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Phố cũng thông qua hội đồng lần này một số cái quy định, các phân cấp mình thu chi quản lý, nói hướng về cơ sở, hướng về các công việc để cho tạo điều kiện cho công việc, kể cả là các chi phí hành chính cho mình được một điều kiện nó chắc là cũng đỡ hơn để các đồng chí triển khai nhiệm vụ. Và quan điểm của ủy ban thành phố, của thành phố luôn rồi, đó là khi mà chúng ta triển khai chính quyền đô thị thì nó phải hiệu quả hơn, nó tốt hơn. Nhiều ý kiến tại buổi thảo luận quan tâm đến vấn đề giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, đề xuất tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh. Qua cái thời gian kéo dài, người lao động mắc việc do dịch Covid thì thành phố cũng lao động xã hội nên rà soát lại những đối tượng mà hiện nay bị thất nghiệp mà chưa được hỗ trợ Covid. Liên quan đến các giải pháp khôi phục kinh tế và đẩy mạnh tăng trưởng của thành phố trong thời gian đến, nhiều đại biểu cho rằng cần có giải pháp cơ cấu lại các ngành lĩnh vực kinh tế thành phố cho phù hợp để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào thành phố để tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đề nghị thành phố tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh.